Trong bài phát biểu ở Nhà Trắng tối ngày 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân chấp nhận việc kết tội cựu Tổng thống Donald Trump vì không ai ở trên luật pháp. Ông Biden giải thích bôi thẩm đoàn bao gồm những người Mỹ bình thường đã lắng nghe các bằng chứng và đồng thuận đưa ra phán quyết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng theo ông Biden, cựu Tổng thống Trump hiện có cơ hội kháng cáo quyết định của bôi thẩm đoàn New York như bất kỳ bị cáo nào khác. Ông Biden nhấn mạnh, đó là cách hệ thống tư pháp Mỹ hoạt động. Vì vậy, thật liều lĩnh, nguy hiểm và vô trách nhiệm khi bất kỳ ai nói phiên tòa bị gian lận chỉ vì họ không thích việc kết tội. Ông Biden có các bình luận trên chỉ vài giờ sau khi người tiền nhiệm của ông có bài phát biểu tại Trump Trump ở Manhattan về phán quyết lịch sử của bồi thẩm đoàn New York. Cựu Tổng thống Trump cáo buộc công tố viên quận Manhattan, Avin Brown, thẩm phán Hoan Merchan và các bồi thẩm đoàn đã có thành kiến chống lại ông trong một phiên tòa giàn dựng bất công bằng có tính chính trị và gian lận. Tuyên bố trước phóng viên bên ngoài tháp Trump hôm 31 tháng 5, cựu Tổng thống Trump bức xúc nói, họ hoàn toàn liên kết với Nhà Trắng và Bộ Tư pháp. Tất cả đều do Tổng thống Biden và người của ông ta thực hiện. Chưa ai từng thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Ông Trump quả quyết đã không làm gì sai trái và có ý định kháng cáo. Ông đồng thời gọi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới đây là ngày quan trọng trong lịch sử đất nước. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, bôi thẩm đoàn ở tòa án tối cao Manhattan, New York tuyên ông Trump có tội đối với cả 34 cáo buộc hình sự liên quan đến bê bối làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu mối quan hệ với ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniel trước thêm bầu cử tổng thống năm 2016.